bậy, thấy không? Làm sao để cắt cái này ra? Cột đang làm cái cây này. Hồi nãy thầy nói bà Hằng bị gì thầy? Không bị gì. Bán đất. À, bán đất để cống hiến cho nhà nước. Không biết. Chứ giờ gì nhưng mà kêu đất bán 4 hecta đó. Rất nhiều tiền. Giờ ai mua đất thì thầy này cũng chịu bông hoa quá trời. Rồi tiêu nó dễ vì ấy. Bông này phải nhẹ nhàng như cưng con cưng trứng. Ừ, nó không mấy là nó bị hư liền. Một cái thôi nó đẹp, còn cái này cũng là hai cái, một chiếc ra chỉ nó bự quá, cái nó mất sức. Nè không? Đẹp không? Đẹp thôi. Cái nhỏ mà gọn mà đẹp. Đúng chứ. Nó cũng dễ chết. Nhẹ nhàng không dám đụng luôn. Cây nó trồng đâu có tưới nước hả thầy? Không, tưới là nó chết. Rồi cái đó là đất ướt quá sợ nó chịu nổi. Đó là phải khô. Không, mình đừng có tưới nữa. Ấy vô à. Ngâm nó trước cái mình bỏ vô là nó sống được mấy tháng mấy năm. Không chiết ra nó biết sao không, nó sẽ lớn không nổi, nó lớn không nổi. Nè nó khô cằn không? Ờ, thầy trồng mấy cây này tốt nè.
ra, nhẹ ra một nhánh nhỏ. Cho này để trồng nó, trồng phải đúng cây đúng việc mới được, không đúng đất nó không sống. Trăm hơn trăm con yếu. Cây đó mua mấy tỷ thầy? Cây này mua mấy tỷ? Vô giá. Mua nhiều không biết, bán trăm tỷ hả? Cho nó nhô lên thì mới màu lớn. Hai chậu đẹp. Nó ra nó lớn. Đụng nó cái là nó bị